Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Thì hôm nay bên trên kênh của mình đang có cái mẫu giày, những cái mẫu giày mà có đế cao nữa các bạn nhé. Thì đây là một những cái mẫu giày mà chúng ta rất dễ là phối đồ. Đó, một đôi giày basic. Bên trên tay mình đang có màu trắng này. Màu trắng nhá. Đôi này nó có tên là Asvan Cao Bay. Đấy. Còn cái đôi này là nó có tên là Cao Rock. Đấy. Đó, đây. Thì những cái đôi giày này hiện tại giá bên mình cực kỳ rẻ luôn các bạn ạ, chỉ khoảng 8xx thôi, 8 hoặc 9xx tùy từng mẫu. Thì đây là một trong những đôi giày có giá cực kỳ hấp dẫn để các bạn tiếp cận đôi giày. Ví dụ đôi cao chóp này thì nó độ hoàn thiện nó cũng khá là tốt, chất lượng da thì là ok đó. Thì bạn nào có nhu cầu muốn order những đôi giày chính hãng thì có thể liên hệ với mình theo đường link mô tả bên dưới. Mình xem cái đế, thì tất nhiên là đế những đôi này nó cũng khá là cứng nhưng mà chúng ta sẽ phải đi hàng ngày được đó. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình theo đường link tại bên dưới. Mình là Công Tokyo. Mình nghĩ là đây là một cái mức giá mà để các bạn tiếp cận những đôi giày chính hãng cực kỳ rẻ luôn. Đôi này hình như là có giá khoảng 8-900 gì đó, mức giá cực kỳ tốt. À, hiện tại những cái mẫu này đang sale đến ngày 14 tháng 3 nhé các bạn nhé. Thì các bạn nhanh tay có thể liên hệ mình theo đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Thì tất cả những mặt hàng bên mình bán ra đều cam kết chính hãng và bao chính hãng cho các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ mình theo cái đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Đó. Xin cảm ơn các bạn.